Tôi ngồi quý khán thính giả, thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi có tài liệu quý vị gửi nhiều lắm cho nên không đi mất thì giờ. Có cái bài này Hoàng Tuấn thấy nó hay quá. Hoàng Tuấn lúc đầu khi đọc á thì chưa đọc tới phần giữa và phần cuối của bài báo. Thì Hoàng Tuấn đã nghĩ ra nếu tôi là cán bộ tôi cũng sẽ trả lời như thế mà đúng y hình ạ. Như thế thì tôi làm cán bộ được rồi. Tôi cũng có cái suy nghĩ của cán bộ. Là báo Tuổi Trẻ Online có bài viết như thế này: gửi tiết kiệm 20 tỷ quỹ phòng chống Covid-19, thu 650 triệu lãi nhưng chưa hỗ trợ cho dân. Đấy. Thì cái chuyện này xảy ra An Giang, Mặt trận Tổ quốc họp báo làm liên quan tới việc đơn vị này đã chia nhỏ số tiền hơn 20 tỷ của quỹ phòng chống dịch Covid-19 thành nhiều tài khoản để gửi tiết kiệm gây xôn xao dư luận. Thì bà Nguyễn Thị Tuyết Minh là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, qua thông tin của hai đợt phát động thì quỹ phòng chống Covid-19 An Giang tiếp nhận số tiền là hơn 64 tỷ rưỡi từ các tổ chức và cá nhân. Trong đó đã chi các hoạt động an sinh xã hội, mua thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ cho người dân và lực lượng phòng chống dịch số tiền 44 tỷ. Như vậy thì còn lại là số tiền 20 tỷ rưỡi được gửi từ kho bạc của nhà nước tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần của vốn nhà nước và thu được lời là 650 triệu. Rồi sao? Thế thì đọc tới đây tôi nghĩ từ từ vội phát cho dân, bởi vì dịch bệnh nó còn chứ đâu phải là khi nào dịch bệnh nó hết kìa. Dịch bệnh nó còn, thế thì người ta thắc mắc thì bà trả lời như thế này: khi mà Tuổi Trẻ Online đặt vấn đề về việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang gửi hàng chục tỷ đồng rồi tiền lời mà như thế thì nó có đúng quy định hay không? Và tại sao lại không có chi hết số tiền này cho người dân gặp khó khăn trong dịch Covid? Tiền lãi thu được nguồn quỹ này thì sẽ được kiểm tra giám sát như thế nào? Thì bà Nguyễn Thị Tuyết Minh là bà là Phó Chủ tịch của Mặt trận Tổ quốc thì bà bảo như thế này: tình hình dịch bệnh Covid nó còn diễn biến phức tạp, chưa dự báo được thời gian nào kết thúc. Đấy, đúng, tôi nói ý chàng, tôi nghĩ ngay lúc đầu. Nhưng mà bây giờ thì tại vì nó đang còn, cho nên là có nhiều người bệnh mà họ cần sự giúp đỡ thì phải giúp đi. Cứ lúc ta cần ấy, chứ lúc mà hết bệnh rồi mới giúp là giúp cho ai? Thì anh cũng vừa. Bây giờ bệnh nó còn, từ từ, còn nhiều người bệnh chứ đâu phải hết đâu. Bây giờ cái bệnh nó còn, người ta không đi làm được, người ta không có tiền để mua đại khái mua thuốc men những cái thứ thì người ta cần là cái lúc này, chứ bà chờ cái lúc mà hết bệnh được, hết dịch bệnh được, bà giúp được giúp cái lúc đó, lúc đó là bà lại bảo chứ không cần giúp nữa, xong rồi thì có nhiều cái đó nó đúng quy trình. Thế bây giờ bây giờ nó còn bệnh dài, tức là chúng tôi không giữ số tiền đó đâu, đừng có lo, chúng tôi sẽ phát ra cho người bệnh vì người ta còn bệnh nữa. Nhưng mà lỡ hết bệnh thì thôi, phát chi nữa. Đúng quy trình. Thì thưa quý vị, nói thì nói cho nó vui như thế, nhưng mà quý vị thấy không, tới ngay cả cái việc mà phòng chống dịch bệnh thì bất cứ một cái cơ quan tổ chức đoàn thể nào của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta cũng tìm đủ mọi cách để người ta ăn. Đất thì khỏi nói rồi, đất bây giờ trở thành là đất vàng rồi. Chỗ nào có đất là các bố là theo cái lời nói của cô Ngọc Trinh hồi xưa là cặp đất mạng. Thì đúng, bây giờ bố nào cũng cặp đất mạng cả. Cô là, chúng tôi nghĩ cô là thiên tài. Cô nói hay quá. Cặp đất mạng à. Thế bây giờ nó cặp kinh khủng quá. Mà bây giờ tới cái việc mà tiền như bỏ lãi ra, không hỗ trợ cho người dân. Bà nói, chưa tự tư, người ta còn bệnh nhiều. Bệnh nó còn. Đấy. Thì quý vị thấy cái Đảng Cộng sản và Đảng viên Cộng sản người ta hay chỗ đó, cái đầu óc của người ta sáng tạo lắm mà. Bất cứ chỗ nào nó cũng nghĩ đến cách ăn được hết á. Hay. Nghĩa là giáo dục cũng ăn theo giáo dục, mà y tế ăn theo y tế, đất đai ăn theo đất đai, nghĩa là chỗ nào cũng ăn. Ngày xưa cái gì, chị Út Tịch thì đánh Mỹ còn tới cái lai quần cũng đánh không? Thì bây giờ thì quý vị nó còn cái lai quần nó cũng ăn luôn. Không chữa. Thua. Báo VN Express: Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố sai phạm liên quan vụ Việt Á. Vụ này vẫn còn nóng anh ạ. Nhiều cá nhân lãnh đạo tổ chức đảng bị xác định vi phạm quy định đảng, pháp luật nhà nước. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ họp xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ,
nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Cơ quan này nhận thấy Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát, cấp phép, cấp sổ, đăng ký, lưu hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ phận, bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Lại là một cái hình thức của bò nhảy lại nữa. Yeah. Tôi hỏi anh như thế này, bây giờ anh thấy người ta nói là tại vì mấy người này là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, rồi sao? Cho nên để một số lãnh đạo bộ và đơn vị, anh buông lỏng lãnh đạo, rồi để số để từ cái chỗ đó để cho một số cán bộ lãnh đạo nó vi phạm những cái quy định này, làm sao? Ủa, cái người mà cầm những cái lãnh đạo nó vi phạm rồi thì làm sao mà nó buông lỏng với nó buông chặt, nó nắm chặt được nữa? Nó buồn cười. Bất kỳ hệ tội là lợi dụng tự do dân chủ làm thiệt hại quyền lợi ích của tổ chức cá nhân. À. Còn bây giờ mấy cái bố mà tham nhũng hối lộ là cứ buông lỏng lãnh đạo. Không, ở những chỗ khác tôi không nói chuyện gì. Nhưng trong cái này ủy ban kiểm tra họ xác định rõ ràng. Buông lỏng lãnh đạo, cái tội đó, cái lỗi đó bị kỷ luật. Nhưng mà buông lỏng để lãnh đạo vi phạm những cái luật kia làm sao? Ủa, tức là lãnh đạo lớn buông lỏng lãnh đạo nhỏ. Không, cái thằng lãnh đạo lớn nó vi phạm luật luôn. Nó đang luôn à? Ừ, thì thằng nào lãnh đạo thằng nào? Thì thằng nào mà nắm chặt thằng nào buông lỏng nắm chặt được làm sao? Cả đám chúng nó buông lỏng hết. Không, tôi không hiểu thực sự. Anh, tôi đọc lại câu này cho anh nha. Anh cứ suy nghĩ. Tôi đọc lại. Cơ quan này nhận thấy Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế, tức là lãnh đạo đó, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, họ buông lỏng lãnh đạo nha, chỉ đạo quản lý, tức là mấy cái đó thiếu sót, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định làm sao, tức là cái người. Ủa, tức là bây giờ cái người đó nó lãnh đạo, nó buông lỏng, để cho lãnh đạo nó vi phạm kỷ luật làm sao? Không hiểu rồi. Ví dụ như là để cho những nó người là thuộc cấp phải là sao? Xin lỗi quý vị, cái này nó thối nguyên một chùm, nó thối hết. Nói quách ra nó từ trên xuống dưới. Ta nói quách cái tội gì, ăn cái gì, làm cái gì, nó cứ hở. Mà bây giờ coi xem ai là bị vi phạm kỷ luật nha. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng này, Bí thư Ban Cán sự Đảng này, Bộ trưởng Y tế này, là một ông này, ông Bộ trưởng. Cái này xin lỗi anh nói kiểu người bác là đẹp mặt chưa. Thứ hai này, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng này, Phó Bí thư Thành ủy này, Bí thư Ban Cán sự Đảng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Thôi, những cái thứ này thì ai dám đụng đến nó? Ai dám buông lỏng? Nó nắm quyền mà. Anh đó, cái hàng mà ở phường, ở xã thôi. Mày có biết bố mày là ai không? Mày có biết bố tao là ai không? Mà cỡ này là ai mà dám đụng thôi? Nó buông lỏng hay nó nắm chặt thì ai? Cũng đó, buông lỏng cũng đó, mà nắm chặt cũng đó. Rồi ai có lỗi? Tôi nghĩ như thế này là bây giờ những cái tổ chức nó đừng có đảng, nó đừng có đảng bộ, đừng thì nó không nghĩ chẳng cần phải buông lỏng, chẳng cần phải nắm thì chặt vào. Nghĩ nó, tại vì cái chỗ nào cũng vậy, khi vi phạm ra là mấy ông ở trong đảng không à? Mấy ông chóp không à? Chóp tại vì đảng nắm quyền mà, đảng lãnh đạo mà. Thế thì đề nghị là tất cả các tổ chức, các cơ sở sản xuất này thì dẹp quách cái đảng ủy, đảng bộ này đi. Thực sự là như vậy. Nói thì nó giống như anh Hoàng Tuấn hay nói hờn, nói dỗi này kia, nói cùi đi, nhưng mà có điều là thực tế là như vậy đó thưa quý vị. Không cần, đất nước mình đâu cần những cái thứ này thưa quý vị. Nó ngồi trên đầu trên cổ người ta, ăn bóc lột tận xương tủy mà toàn phá hại, ăn ở những cái chỗ, thí dụ mình nói thí dụ đi, cái lần trước mình có đọc đào đất mà ăn apatit chẳng hạn như vậy, thì cái đó tài nguyên chung đất nước, nhiều khi nó một cách thực tế nó cũng cụ thể, nó không đụng chạm đến này. Nhưng mà đây người bệnh, những cái đó thời đại dịch, COVID cũng ăn, dịch bệnh cũng ăn, cái chỗ nào đó cái ăn. Cái lương tâm ở đâu, cái lương tri ở đâu? Những người này mà làm cán bộ lãnh đạo, những người này mà lãnh đạo thì đất nước nó đi về đâu? Lương tâm không quý bằng lương thực, chân lý chân giò cũng thế thôi mà.
kinh hoàng. Cái đất nước Việt Nam mà nó kinh khủng như thế. Thưa quý vị, mà quý vị thấy hệ mà dính tới đảng ủy đảng bộ là nó hư. Mà không biết tại sao là cái một ông giáo viên bây giờ mấy ông vừa rồi mới có hai ông, đến ông thứ ba. Mà ông cái ông thứ hai đó, cái ông Trung Anh bây giờ ông là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nữa nha. Rồi. Rồi là ông to. Rồi, Phạm Công Tạc, ủy viên ban cán sự đảng, thứ trưởng khoa học và công nghệ. Ông Nguyễn Trường Sơn, ủy viên ban cán, ông nào cũng ủy viên ban cán sự đảng hết, mấy ông này năm hết. Buông lỏng lãnh đạo. Tin là ông to. Thì mấy ông này là mấy ông phải nắm chặt đây, mà mấy ông buồn, mấy ông ăn thì sao mà ai còn ai buông lỏng nữa. Không hiểu. Anh lại thắc mắc nhiều quá. Nhưng mà tôi đọc tôi không hiểu, tôi phải cứ ấm ức anh. Như thế mới là như anh cho tôi có cái chỗ để tôi giải tỏa. Không phải như thế mới là trí tuệ. Nhưng mà đọc mà ai cũng hiểu thì không. Báo chí cách mạng nó phải là như thế. Rồi. Bây giờ báo cũng Người Lao Động .com.vn về vụ pháp luật. Nói xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vẫn chưa tuyên án sau 2 ngày xét xử. Hội đồng xét xử nhận định do vụ việc nói xấu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có nhiều nội dung phức tạp, cần xem xét đánh giá thận trọng cho nên sẽ đề nghị sẽ nghị án kéo dài 5 ngày. Thì sự việc nó như thế này, người ta xét xử những người mà người ta bảo là dùng mạng xã hội để nói xấu bôi nhọ lãnh đạo tỉnh này. Đối với ba bị cáo là Lê Anh Dũng, 57 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Phan Bùi Bảo Thi, 51 tuổi, nguyên là nhà báo, ngụ tại thành phố Đà Nẵng. Và Nguyễn Huy, 45 tuổi, nguyên cán bộ công an tỉnh Quảng Trị, ngụ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Các bị cáo này bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích của cá nhân. Thì nó cũng có một bài đó thôi. Nó cũng là bò nhai lại thôi. Thưa quý vị, cái chuyện mà người ta đề nghị như thế này là Lê Anh Dũng thì 12-15 tháng tù, Phan Bùi Bảo Thi thì 9-12 tháng tù, và Nguyễn Huy 9-12 tháng cải tạo không giam giữ. Thì khi nói xấu cán bộ, thưa quý vị, cái chuyện mà nói lên mạng nói xấu đó thì quý vị biết rồi, trong mấy năm qua là có ai làm, có người làm rồi đúng không? Nó ra nã. liên tục mà cả nước lắng nghe, mà ai ngoài cũng nghe nữa. Một lần cả mười mấy triệu người. Thế mà nó cũng chả nói tới cái vụ mà vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, còn bây giờ nó nói xấu cán bộ bôi nhọ, thì bây giờ xem cho mấy ông cán bộ này ông làm cái gì. Cái vấn đề ở chỗ này, cái vấn đề chỗ này, những cái bài tường trình như thế này, ví dụ nói xấu cán bộ đó là cán bộ ABC, tên là đàng hoàng, nói cái gì và có thực sự là xấu hay không. Tại vì nếu mà sự thật mấy ông ấy xấu thật thì người ta nói sự thật ra có phạm tội gì đâu. Còn nếu mà người ta có nói sai sự thật thì lúc đó cái nói sai sự thật nó khác và nói xấu. Anh xấu, người ta nói anh xấu. Thì bây giờ chẳng anh Hoàng Tuấn, anh Hoàng Tuấn, tôi xin lỗi anh nhá. Mắt anh cái mí nó hơi sụp giống mắt tôi, vào mắt tôi thì sụp. Anh bây giờ anh nói tôi là cái ông bên Khôi để mắt sụp, mắt hí, mắt sụp, mắt hí, cái đó nói sự thật thôi chứ không phải mà nói xấu, phải không ạ? Nói xấu thật, tại vì cái đó có đẹp đâu. Nhưng mà phải nói là nói sai sự thật thì về cán bộ thì cái nó khác, còn nói xấu cán bộ nó khác. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là làm hại đến cái tội ích của người khác, phải không ạ? Cái tội đó, phải không ạ? Ở Mỹ này, tại vì chúng tôi cũng làm việc với nhiều luật sư và cũng có những cái vụ liên quan tới tòa án. Phải chứng minh đầu tiên phải chứng minh là cái câu này nó cái chỗ là cái người đó có bị hại không. Chẳng hạn như bây giờ anh mất vì cái câu nói của người đó, người ta lên mạng như vậy, anh mất chức vụ trong đảng, anh mất cái quyền lợi, hay là anh buôn bán, anh bị thiệt hại, anh không buôn bán được, cái đó thiệt hại thì có. Phải chứng minh chứ, và thiệt hại như vậy thì phải bồi thường như thế nào. Còn đấy có thể nói thiệt hại gì không anh? Trong đấy là hội đồng chủ tịch ông Võ Văn Hưng á, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng cáo trạng đã nhận thức chưa đầy đủ tội danh của các bị cáo, trong đó đã bỏ qua tội danh làm ảnh hưởng đến tổ chức nhà nước. Mà nhà nước có thiệt hại gì không? Nhà nước vẫn nguyên còn nguyên đấy mà. Thưa anh như thế này, nếu bảo là làm ảnh hưởng đến tổ chức nhà nước á, thì nếu cán bộ xấu đó thì cán bộ làm ảnh hưởng đúng không? Thì phải xử cán bộ chứ. Bây giờ các bố cứ nói rằng là nói xấu cán bộ thì văn xử. Thế thì những đứa cán bộ nó làm xấu thì sao? Tôi thì tôi, cái của anh cũng là một cái ý cũng rất là hay. Nhưng mà tôi nhắm vào cái chỗ là như thế này. Nói cái tội làm thiệt hại quyền lợi của nhà nước hay của đảng của người gì? Đó. Thiệt hại cái gì? Và thiệt hại tới đâu? Đảng và nhà nước bây giờ cũng nói là mình được tuyệt đại. Và đất nước càng ngày càng phát triển được nhờ đảng, nhờ sự lãnh đạo tài đảng của đảng. Đại khái là như vậy. Và bằng chứng là bao nhiêu bài của đồng chí bí thư là cái là viết là đây là 29 bài.
Tức là mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Có thấy anh có thấy nhà thiệt hại gì không? Nhà nước không? Có mất đồng nào không? Mà mình uy tín mình là càng ngày được cái gì? Ủa mà thì người ta đâu có làm gì để hại cho mình được đâu? Đâu có hại mình đâu có hại đâu. Nếu mà mình không có hại, mình không bị thiệt hại gì cả, thì người ta đâu có tội. Nhưng mà mình không thích, không thích nói. Thì quý vị nói xấu bôi nhọ lãnh đạo. Thì quý vị lãnh đạo trời, từ trung ương đến địa phương, từ đảng tới chính quyền, đến xấu. Còn bây giờ bêu nhau ra mang cái từ bộ trưởng cho tới xấu. Như thế thì cần gì phải bôi nhọ. Nhọ nó đen thù lùi cái mặt rồi. Nó nói xấu, cần gì nói xấu, nó quá xấu rồi. Thế cho nên chúng tôi đọc báo như cái nhiều người có bảo là chúng tôi đi nói xấu đảng và nhà nước. Báo bao việc. Bao biết là ông bộ trưởng này, ông thứ trưởng kia, ông ủy viên bộ chính trị bị bắt. Thế chúng tôi đâu có biết đâu, chúng tôi có bắt đâu mà chúng tôi biết. Mà thực sự tôi đúng rồi, cơ quan điều tra mà tôi có biết cái chuyện ông làm gì xấu. Báo viết là công trình là cả ngàn tỷ cho báo viết. Mà cứ bảo là chúng tôi đi nói xấu đảng và nhà nước. Có nhiều người còn ngây thơ đi, sao? Đi nói xấu đất nước Việt Nam. Trời ơi, quý vị, những đứa nó làm xấu làm hư đất nước, quý vị không nói mà bảo là chúng tôi đi nói xấu đất nước. Rồi, thua. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Hương. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì có một bài báo chúng tôi đọc thấy rất là xót xa, báo Dân Trí. Xót thương bà lão cô độc đói khát trong căn nhà rách nát. Chuyện xảy ra ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Và theo chân anh Trần Xuân Thủy thì phóng viên có đi thăm. Anh Trần Xuân Thủy là chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đi thăm một bà cụ. Khi bà ngồi một mình trên chiếc giường ọp ẹp với cơ mang những đồ linh tinh trong khoảng sáng tối nhập nhèm, nhìn bà lại càng tội nghiệp. Một chút gạo còn lại bà bốc ra một nhúm để nấu cơm với gương mặt đầy sự nơm nớp và lo lắng. Bà cũng 70 tuổi. Bà sống một mình, không chồng không con và sức khỏe yếu lắm. Chúng tôi cũng thường xuyên cắt cử người xuống thăm để hỗ trợ kịp thời. Chút gạo đó cho bà ăn, tức là theo cán bộ địa phương nói như thế. Nhưng vấn đề nan giải lắm, vì ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, bà không có bếp và nhà vệ sinh, đun nấu ngay tại trong nhà cho nên rất là nguy hiểm. Và anh Thủy nhìn một vòng gương mặt đầy sự lo lắng, và người ta kể và cái hình cảnh rất là khổ ở góc nhà đó. Một chiếc bếp kiềng đã gãy nhưng bà vẫn tận dụng để nấu, một chiếc nồi nhỏ xíu trống trơn không có gì cả và một chai nước mắm ở đâu thứ được ở Ninh Bình này, thứ được gọi là thức ăn duy nhất của bà. Và mỗi lần đến thăm bà, chúng tôi đều trào nước mắt vì nghĩ bà khổ quá. Đó là bà Bùi Thị Hương, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ ở xã Gia Tường nói như thế. Nhưng mà có cái này nè, có cái... Rồi họ có giúp gì không? Thì bây giờ người ta kêu gọi mạnh thường quân thôi. Trời ơi! Có bao nhiêu giúp bà cụ? Thí dụ bây giờ bây giờ bà cụ bà nấu ăn như vậy nó không, nó nguy hiểm nhà. Giờ cho... cung cấp cho bà ấy, một cái nồi điện, nồi cơm điện nhỏ để bà nấu ăn. Nghĩ nhà chắc không có điện anh, không có điện. Sao anh biết là không có điện? Thì Ninh Bình cũng tỉnh mà, đâu phải vùng cao, vùng sâu, xa đâu. Chiếc bóng điện duy nhất trong nhà bà cũng đã được bật lên trong thứ ánh sáng nhờ nhờ vàng xỉn. Thì bóng điện nó cũ quá rồi, nó nhỏ. Trở về lấy bát cơm để ăn, bà trộn một chút nước mắm rồi ngồi nhai rượu rã, nước mắt bà buồn lắm, sâu và lặng lẽ đến ám ảnh. Bà bảo như thế này: thèm một bữa cơm có thịt từ lâu rồi nhưng mà chưa được. Những người như thế này mà không giúp thì giúp ai? Và chỉ có một người 70 tuổi thôi. Và bây giờ là chính quyền địa phương người ta mới kêu gọi các nhà hảo tâm để mà gửi tiền giúp cho bà cụ. Lúc cụ thì đâu có gì khó khăn đâu, có một nhà người, có một người thôi. Và thưa quý vị, chúng tôi nghĩ như thế, bây giờ ở địa phương đó có phụ nữ, có thanh niên, thì ví dụ chung tay nhau. Không, mà chính quyền họ có những cái ngân quỹ. Chứ chính quyền này chặt ngân quỹ, họ xây trụ sở xã, trụ sở báo. Ôi ơi, xây mà giúp cho một người mà trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, rõ ràng là cần giúp đỡ đây. Trước mắt cần giúp đỡ đây, rõ mà cụ thể đây, mà không có gì khó khăn cả, mà nó còn kêu gọi mạnh thường quân làm sao. Thế mà mấy người nó điên à? Xin lỗi anh. Không, xin lỗi anh, nó khốn nạn cái chỗ như thế này. Quý vị biết là ngày xưa thì nó có cái phong trào nó xây dựng tượng đài, rồi sau này thì nó làm cổng chào, và nó xây dựng những cơ sở, những văn phòng của chính quyền. Rồi bây giờ tất cả những cái công trình mà chúng ta đọc đó, hàng ngàn tỷ, hàng trăm tỷ, 50-70 tỷ nó bỏ hoang. Và đối với một bà cụ có 70 tuổi, có một mình thôi, mà cả một cái huyện như thế, cả một cái xã như thế, không lo được, không giúp được cho người, không lo được cho bà. Bà Trần Thị Vẽ, vậy bây giờ kêu gọi
các nhà hảo tâm khắp nơi. Chúng tôi có một cái danh sách rất là dài, đơn vị này, đơn vị kia, nhà băng nọ, thì kêu gọi quý vị, bà con khắp nơi gửi tiền về để giúp cho bà cụ. Thưa quý vị, một cái nhà nước, một cái huyện, một cái xã chỉ có một bà cụ thôi, 70 tuổi, sống trong cái cảnh như thế mà không có ai lo, mà giúp ngay cho người ta được. Mà bây giờ phải kêu gọi mình. Và cán bộ tới thì chỉ nhìn rồi trào nước mắt thôi. À, nước mắt không tốn tiền rồi. Mỗi lần đến thăm bà, chúng tôi đều trào nước mắt vì nghĩ bà khổ quá. Biết chứ. Bữa ăn hàng ngày cũng còn thiếu, nói gì đến những mơ ước khác. Đấy. Ở đây chúng tôi tha thiết mong muốn được mọi người hỗ trợ cho bà xây dựng một gian bếp nho nhỏ để bà sinh hoạt, chứ không là rất nguy hiểm khi đun nấu trong nhà. Tuy vậy nhưng kinh phí, thưa anh nghe nhé, nhưng kinh phí vào khoảng 20 triệu đồng thì chúng tôi chưa kêu gọi được. Trời ơi, 20 triệu đồng. 20 triệu đồng. Mà cần phải kêu gọi ngân sách của nhà nước, ngân sách của cái huyện, của xã, của cái địa phương đó đâu. Tại sao trong những hoàn cảnh như thế này người ta cần giúp như thế này? 20 triệu không kêu gọi. Mà rõ ràng, trước mắt, ai cũng thấy cả. Và biết cái nhu cầu của cái bà này như vậy. Tại sao mình không giúp mà còn chờ đợi kêu gọi mạnh thường quân? Nhưng mà nói chuyện tiền, nhà nước mình cũng biết cách làm tiền anh ạ. Nhà nước mình chẳng ôi, nhà nước mình là cái chỗ nào không ăn, tôi đã ăn rồi, nó ăn tất tần tật. Chỗ nào không ăn được. Dạ. Còn những cái chỗ mà nó không ăn được á thì nó đẩy đùn đẩy cho người khác. Đất nước ta chưa bao giờ có một cái cơ ngơi như thế này. Nghĩa là đất nước ta người dân đã được lo. Nhưng mà hôm trước là ông Phạm Minh Chính nói là đi từng ngõ, gõ từng nhà. Nhưng mà tại vì gõ Hà Nội, con này Ninh Bình cho nên ông gõ không tới. Nhưng mà tôi trở lại cái câu tôi vừa nói đó là tôi thấy nhà nước mình rất là trí tuệ cho cái việc mà kiếm tiền, moi tiền. Nhà nước moi tiền là số 1. À, báo, đây là báo Tuổi Trẻ, Mục Văn Hóa, cơ sở tôn giáo mở tài khoản nhận tiền công đức. Nếu nhận tiền mặt thì phải ghi chép dấu hỏi trang. Okay. Dự kiến cơ sở tôn giáo, cơ sở quản lý du lịch, cơ sở quản lý di tích mở tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền công đức. Việc dùng tiền công đức chi cho các hoạt động lễ hội, tài trợ cho di tích thì phải chuyển khoản thanh toán điện tử. Đây là nội dung dự thảo thông tư lần 3 hướng dẫn về quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ di tích và hoạt động lễ hội được Bộ Thị Chánh đưa ra xin ý kiến hôm 30 tháng 3. Với quý vị, ngay những nhà chùa, cái gọi là tiền công đức là cái tiền của bát tánh người ta bỏ vào người thi, người ta tự nguyện, và người ta trong đó người ta cũng hy vọng là người ta qua cái sự đóng góp đó giúp đỡ cho chùa, cho chùa xây dựng, rồi có thể là chùa sẽ dùng cái tiền đó để giúp đỡ cho những người nghèo khó cần giúp đỡ, hoặc là để duy trì hương nhang khói ở trong chùa, rồi nuôi các vị chủ trì trong đó, đại khái là như vậy. Thì cái chuyện đó là chuyện riêng của người ta, thì công đức mà, nó có dính dáng đến chính quyền đâu phải. Thì công đức mà, chính quyền cũng đâu bao giờ kêu gọi người ta đóng tiền đâu. Có không? Thì anh nói sao đó? Thì tiền đều trụ của chùa, của tên nhà chùa chứ không phải của chùa đâu. Cái nói như thế là không có quán triệt đường lối chủ trương. Tiền ai in ra? Tiền nhà nước in ra mà nói chuyện. Tiền công đức mà bây giờ mấy ông thò tay vào để làm sao? Đi nào mà tiền mà chùa in ra kìa. Nhà thờ in ra, con này tiền của nhà nước in ra mà, thì nhà nước phải quản lý chứ. Thì bây giờ không đủ thì giờ thì thôi, tôi cũng có một cái tin đọc nhanh thôi là cái này không có buông lỏng. Là ông cán bộ xã đó. Dạ. Mượn người giả chữ ký để nhận tiền hỗ trợ Covid. Ồ, cũng này không, cũng nắm rất là chắc, không có buông lỏng được. Đây, một cán bộ xã ở Cà Mau. Đấy, ông này tên là ông Vinh, ông Lư Công Vinh, tạm đình chỉ công tác. Tại vì ông nhờ người khác ký để mà nhận tiền. Đấy, cái này thì cái cấp dưới thì nó không có buông lỏng, nó nắm rất là chặt. Cấp trên buông lỏng quá. Thưa quý vị, thì cũng nhờ đọc báo mà chúng tôi học được cái văn phong của báo chí ha. Những cái phạm tội thì là lợi dụng tự do dân chủ. Còn xâm phạm quyền lợi nhà nước. Cán bộ thì là cứ buông lỏng quản lý lại. Cái đấy là sao? Còn hết mà ai mà... Như vậy thì chung quy mình nói đất nước mình tội ít lắm. Không có nhiều tội. Mà giờ cái số người phạm tội nó nhiều thật đấy. Nhưng mà cái số tội nó ít lắm. Quay đi quay lại tiếng buông lỏng nhau nữa mà cắt. Những thành phần như Hoàng Tuấn và anh Nguyên Khô mà nói chuyện mà nghịch lỗ tai của đảng và nhà nước là bọn phản động lưu vong. Mà ai mà có tiền đưa về là khúc ruột ngàn dặm là Việt Kiều yêu nước. Thưa quý vị, chúng tôi thuộc, rất là thuộc bài. Như vậy còn bảo là chúng tôi không biết Việt Kiều về tình hình đất nước mà... thiếu thông tin. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần